Chào anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em tiếp tục quay video về một cái cây lan phi điệp. Một cây lan phi điệp có lẽ là đã có rất là nhiều người có sở hữu rồi, nhưng không biết là đã nở hoa chưa. Nhưng em thấy rất là ít thấy mọi người xuất hiện và đăng bán và giao lưu. Rất ít người nở lại. Đó chính là cây một mắt. Mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Nó không có mắt. Nó không có mắt phân thủy rõ ràng như là một cây nào khác cả. Thường những cây phi điệp ấy thì nó sẽ có hai mắt ở hai bên. Nhưng như cây này thì nó sẽ... Đây các bác nhìn rõ không ạ? Đấy. Nó chỉ có một mắt là một màu hồng ở trong vậy thôi, chứ nó không bị dính vào cái mắt nào cả. Thực ra khi quay video này thì nó cũng, em làm nó cũng chưa được thực sự là chuyên nghiệp, nên là có nhiều người xem video về có thể là gặp một số vấn đề, nên là có thể là không thích em. Cũng có những người thích và có những người không thích. Nhưng thực chất ý, em quay lại video của em đăng lên YouTube là chỉ để cho mọi người cùng biết và nhìn nhận về một cái cây lan. Bởi bây giờ chúng ta chơi chủ yếu là nghe bằng tai, chứ mấy người đã nhìn hoa tận mắt đâu. Nghe bằng tai và thấy đẹp là mình mua. Nhưng thực sự là chúng ta chơi là cần một cuộc chơi công bằng, cần một cái nhìn thực sự, một cái sự đánh giá thực sự về nó, về một bông hoa. Chứ không phải là chỉ có một cái sự nhìn nhận về bông hoa nó qua hình ảnh. Và cuộc chơi cần có những video, cần có những người đăng những cái cây lên để mọi người cùng biết. Bởi vì anh chị đi mua, bỏ đồng tiền ra, bỏ nhiều tiền để muốn mua một cây lan, sở hữu một cây hoa đẹp, thì cần được mua được những cái cây đúng thực sự là mình yêu thích, thực sự lạ và đẹp mà mình yêu thích. Thì để mà những cái đơn vị bán hàng online qua các kênh trên YouTube, em thấy bán được nhiều nhà bán được rất nhiều. Đó là một niềm vui. Đó là một niềm vui rất lớn. Đó là để chia sẻ cho mọi người, một cộng đồng chơi lan, được những cái cây, được cùng sở hữu, thưởng thức những bông hoa lan đẹp. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số nhà vườn là làm ăn chưa thực sự là uy tín. Thì em mong mọi người để ý xem là nhà ai mua bán cây có hoa nở. Bởi vì lan thì em nghĩ cứ có hoa nở là chuẩn nhất. Bởi vì nếu chưa nở thì bản thân người ta cũng không biết là cây đấy nó nở nó ra như nào. Có khi người ta cũng chỉ có một thân, hai thân. Nhưng mà khi nó nở kích hoa kích thì nó cũng rất là xấu và không thể thật nhất bằng bông tự nhiên được. Và khi nở những cái bông tự nhiên ra thì mình mới nhìn nhận, mới đánh giá được một cây lan là nó nở nhiều hoa đẹp hay ít hoa đẹp. Còn đa phần thì là mọi người chủ yếu nó nhìn một bông, chụp một bông thôi. Thì đương nhiên là cái cây nào mà ít hoa, cần cây to mà có một hai bông hoa, đương nhiên nó phải rất đẹp. Giống như gia đình nhà mình nuôi một hai cháu thì rất là tốt, ăn uống đầy đủ. Nhưng còn khi mà một gia đình mà tận 10 cháu thì đương nhiên là điều kiện nó sẽ chăm sóc không thể bằng hai cháu được, đúng không ạ? Thì hôm nay em hơi lan man quá. Em không tốn nhiều thời gian của anh chị nữa. Em sẽ nói luôn về cái cây phi điệp một mắt này. Anh chị nhé. Đây là một cái kia trên thân. Đây, chúng ta nhìn kia nó nhỏ nhỏ, dễ nhìn nhá. Em giới thiệu cái cây phi điệp một mắt này là cây thân lá tím. Bởi vì hoa là tím hồng mà. Thân lá tím có khớp như những cây phi điệp bình thường. Anh chị có thể xem nhiều video về phi điệp của em cũng có thể biết được.
cây nào em phân tích rất là kỹ rồi. Cây phi điệp một mắt, thân lá tím, cổ có khắc, lá hơi nhăn. Thân của nó thì là dạng thân miền Bắc. Thân của nó từ 0,8 đến 1,5 cm, phụ thuộc vào do mình nuôi. Thân này khả năng rất giống thân Bắc, bởi vì thân nó to. Đấy, lá này, thân của nó hơi zigzag. Đấy anh chị nhìn nhá, hơi zigzag. Đấy, bây giờ em sẽ quay đến cái thân già của nó. Hơi zigzag này. Cây này nó cong, anh chị nhìn nó khó đây. Thân hoa đây, thân hoa anh chị nhìn nhá, hơi zigzag này. Mình phải để ý từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Thân hơi zigzag. Thân dài, thân non đều zigzag nhé. Có thể là vùng thân này, thân lá này rất to, cũng có thể là vùng Bắc hoặc là bên Lào hoặc là nào đó. Đại loại nó dòng thân lá to, chứ nó không phải là dòng nhỏ. Thân nó có thể to tối đa là như vậy. Còn khi mà mình nuôi tù đầu ấy, cuối năm tù đầu thì nó phình to. Còn gốc như bây giờ thì nó khoảng tầm độ 0,9 đến 1 cm rồi. Lá của nó thân chấm tím, cổ có khắc màu tím đậm. Lá của nó rộng từ 2,5 đến 3 cm, dài khoảng từ 9 đến 11 cm. Lá khá xanh, mặt lá xanh, xanh vàng. Và trên thì hơi có gân mờ thôi. Lá hơi nhăn. Lá nào nó cũng như vậy nhé. Đây anh chị nhớ cái bộ lá này. Khi mua cây nào một mắt mà nó có bộ lá này thì mình sẽ mua, nó phải chuẩn bộ lá này. Đấy, cây nào nó vậy thôi. Cây này to này của em nó bộ lá này vậy. Như nhau này. Bộ lá nó hơi nhăn. Lá nhỏ hơi hình cung. Rất là đẹp, đúng không ạ? Cây này nở hoa vào dịp tháng 7 dương lịch. Thực ra thì cái video của em phân tích chi tiết ấy, thì cũng rất là nhiều đơn vị cũng có thể sẽ đọc cái video này, xem cũng có thể là người ta lấy cái tư liệu này, người ta lấy cái tư liệu này người ta bán cho mọi người. Nhưng mà mọi người nên chú ý rằng là cái kênh của em ấy là em chưa bán được cây này, và cái cây này là cây một mắt. Kênh của em là kênh Thiên Đường Ngàn Hoa .com, Thiên Đường Ngàn Hoa. Website của em Thiên Đường Ngàn Hoa .com. Thì cái kênh của em thì cũng được rất là mọi người biết đến rồi ấy. Thì mọi người nên chú ý rằng là khi mà mọi người xem kênh của em ấy, thì cái video này là của kênh Thiên Đường Ngàn Hoa nhé. Thì là trong các kênh khác nếu như có lấy hình ảnh nào mà liên quan đến cái video này ấy, thì mọi người nên chú ý tránh để mua. Bởi vì mua của người ta chưa nở nhà người ta đâu. Mà chưa nở thì tốt nhất là chưa mua. Cứ mua của nhà ai đã có hoa nở thì là ăn chắc nhất. Hoa ảnh chính chủ của anh đâu. Anh có hoa chính chủ nở nhanh rồi thì tôi mua, mà không thì thôi. Em thế thôi. Em đi mua cây của người ta cũng phải nở nhà người ta rồi thì cái xác suất mà bị nhầm ấy, nó mới ít. Còn nếu như mà anh chị mua của nhà mà người ta chưa nở hoa giờ, người ta không biết được là cái thân lá của nó làm sao, không biết những cái sắc tố cây của nó như thế nào, lá nó nhiều nắng như nào, ít nắng như nào, thân lá dạng như nào, người ta không biết. Thì tốt nhất là các bác đừng mua. Bởi vì các bác mua thì nó cái tỷ lệ nhầm nó lớn hơn. Với cái việc là nhà cây nhà người ta nở hoa rồi thì người ta biết được rằng là cái bộ thân lá cái này này nó như này, bông hoa như này này, cái môi nó ra làm sao, cánh nó như thế nào. Đấy thì các bác cứ chú ý. Ai mà lấy ảnh của nhà em hoặc là lấy cái video này của em đăng lại ấy, các bác nhớ là của kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thiên Đường Ngàn Hoa các bác nhé. Các bác chú ý là giúp em làm như vậy thì mọi người có một cuộc chơi công bằng. Để mà hoa nhà ai thì người đấy sử dụng để người ta mua bán, trao đổi. Đấy, thì cây một mắt này là một trong những cây rất là đẹp. Nở vào dịp tháng 7, cánh màu hồng, mắt màu hồng tím đậm. Cắt mắt màu tím hồng rất là đậm. Và rất là đẹp, nở hoa rất là xinh bông. Tỷ lệ hoa của nó chiếm khoảng 1/3 chiều dài của thân. Và cái chậu này của nhà em nó có tầm độ khoảng 4-5 thân thì nó rất là nhiều đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy đấy, nó nở rất là dày, hoa rất là đẹp và nó cũng rất là dễ ki. Để mà nói là cái loại mà phi điệp ấy, một mắt này rất là ít, rất là hiếm. Nếu như mà dạng năm cánh trắng hay là đột biến ấy, thì nó có nhiều hơn.
nhưng dạng một mắt này rất là hiếm. Thế nên là các bác mua của nhà vườn nào cũng thế, nên cẩn thận. Khi nhà người ta chưa có hoa chính chủ thì tốt nhất là hạn chế mua. Cảm ơn các bác theo dõi video của em nhé. Có dịp thì mời các bác ghé qua chỗ địa chỉ vườn nhà em hiện tại ở Hà Đông thì có thể liên hệ với em sẽ tư vấn cách trồng, cách chăm, nuôi làm sao để cho nó đạt nhất có thể, để thân lá đẹp nhất có thể, hoa nở đẹp nhất có thể, bao nhiêu bông hoa trên một cần và bao nhiêu nở bao nhiêu bông thì là đạt nhất, và bạn nở bao nhiêu bông thì có thể đạt chuẩn của một bông hoa. Thì lúc nào các bác, em sẽ làm video sau thì các bác xem qua, có gì nếu em sai sót thì mong các bác góp ý để em sửa đổi và hoàn thiện thêm nhiều hơn. Cảm ơn anh chị các bác đã quan tâm theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Chào các bác.